Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể quý vị. Quý vị đang theo dõi bản tin An Viên 24 giờ được phát sóng trên kênh truyền hình An Viên. Trong bản tin ngày hôm nay ngày 16 tháng 5, chúng tôi xin được dành toàn bộ thời lượng để chuyển tới quý vị không khí thành kính và trang nghiêm của đại lễ Phật Đản trên mọi miền Tổ quốc. Tại trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Hội đồng Chứng minh, Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam long trọng tổ chức đại lễ kính mừng Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Cùng thời gian, tại Việt Nam Quốc tự, đại lễ Phật Đản do Trung ương Giáo hội và Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh tổ chức cũng diễn ra trang nghiêm và thành kính. Bản tin cũng sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh không khí hân hoan đón mừng Phật Đản trên mọi miền Tổ quốc. Sau 2 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, đại lễ năm nay được tổ chức quy mô long trọng hơn, mang lại nhiều cảm xúc cho Phật tử và người dân cả nước. Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua ngày 15 tháng 5 tại Chùa Quán Sứ Hà Nội, Trung ương Giáo hội đã long trọng tổ chức đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566, Dương lịch 2022. Năm nay, khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, đại lễ đã diễn ra trong không khí rộn ràng và để lại nhiều cảm xúc đặc biệt cho Phật tử các giới. Thưa quý vị, phóng viên truyền hình An Viên đang có mặt tại Chùa Quán Sứ, trụ sở Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào lúc gần 6 giờ sáng ngày 15 tháng 5 năm 2022, nhằm ngày rằm tháng 4 năm Nhâm Dần, chính lễ đại lễ Phật Đản, Phật lịch 2566. Và cơn mưa sáng sớm không thể nào ngăn được bước chân của những người con Phật đang đến chùa ngày một đông hơn. Và sau 2 năm phải thu hẹp quy mô tổ chức do tình hình dịch bệnh, thì năm nay không khí và tinh thần Phật Đản đã thực sự quay trở lại với những người con Phật trên khắp hành tinh vô cùng rộn ràng và hân hoan. Ngay từ sáng sớm, rất đông Phật tử đã về chùa Quán Sứ thành tâm cầu nguyện nhân dịp đại lễ Phật Đản. Vui mừng, phấn khởi là tâm trạng chung khi có thể được vân tập đông đủ, thực hiện các nghi thức truyền thống như tụng kinh, tắm Phật, bày tỏ lòng thành kính dâng lên Đức Thế Tôn nhân ngày khánh đản của Ngài. Năm nào cũng vậy, cứ mỗi dịp Phật Đản, Phật tử Diệu Thơm lại vượt quãng đường hơn 300 km từ Lào Cai tới Hà Nội để tham dự đại lễ. Từ hơn 10 năm nay là cứ mùa Phật Đản và mùa Vu Lan là mình từ Lào Cai về đây để lễ Phật, rước Phật cung nghinh vào tối hôm qua. Thế và hôm nay sáng nay ra làm lễ tắm Phật thì mình rất là hoan hỷ và mình khởi được cái tâm từ bi. Mình cũng có thể chia sẻ cho những người xung quanh hướng về đạo Phật, mình sẽ sống buông xả hơn, hoan hỷ hơn. Tôi xin chúc đồng bào Phật tử nhân ngày Phật Đản là luôn bình an, vui vẻ và luôn làm điều thiện, tránh những cái điều ác và luôn luôn nhớ lời Phật dạy là mình sống phải có tâm, biết suy nghĩ đến mọi người. Tại hội trường Chùa Quán Sứ, Chư Tôn Đức đã tuyên đọc thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, diễn văn Phật Đản của Hòa thượng Thích Thiện Nhơn, Chủ tịch Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Ông Ngô Sách Thực, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đọc thư chúc mừng của Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến và khẳng định về truyền thống đồng hành cùng dân tộc của Giáo hội Phật giáo Việt Nam suốt thời gian qua. Kết thúc buổi lễ, Chư Tôn Đức cùng đồng bào Phật tử đã trang nghiêm thực hiện nghi lễ tắm Phật thiêng liêng, kính mừng Đức Phật thị hiện. Năm nay chúng ta kiểm soát tốt dịch bệnh, do đó cho nên là không khí Phật Đản rất là tưng bừng. Giáo hội Phật giáo Việt Nam cũng đã chủ trương để tinh thần nhà nhà tắm Phật, người người tắm Phật và ở mọi nơi để đem đến cái không khí hân hoan, lạc quan, niềm tin cho xã hội. Phật Đản là cái thời gian để chúng ta phát huy cái lòng từ bi, đặc biệt là cái từ bi của đạo Phật vào trong đời sống xã hội để mà chúng ta chung tay sẻ chia, đem cái tình thương yêu đến với tất cả mọi người. Trước đó tối ngày 14 tháng 4 âm lịch, lễ rước sán lợi Phật kính mừng Phật Đản đã diễn ra. Chư Tôn giáo phẩm cùng hàng nghìn Phật tử nhân dân thành kính cùng rước sán lợi Phật theo các tuyến phố Quán Sứ, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Nguyễn Du, Trần Bình Trọng, Trần Hưng Đạo qua cung văn hóa hữu nghị Việt Xô về chùa Quán Sứ, Hà Nội. Tham dự đoàn rước, mỗi Phật tử chọn một trang phục khác nhau, thể hiện lòng thành kính và ẩn chứa trong đó là tình dân tộc đoàn kết. Chúng tôi là hoan hỷ mà các Phật giáo thì 56 dân tộc của Việt Nam là toàn chung về đấy thì tất cả hội ngộ về đây. Tôi gọi là đi rước Phật với một lòng hân hoan nhất.
và niềm tin nhất. Chúng tôi là những người Phật tử là vui lắm đó. Từ nam nữ rồi trai gái già trẻ, các đoàn, kể cả đoàn trống đến các đoàn rước, các hội đều hoan hỉ. Rộn ràng, hân hoan là không khí chung của những người nhân dân và Phật tử trong đoàn rước xá lợi Phật trên đường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng ngay lúc này. Và bên cạnh tôi là một cụ bà năm nay cũng đã 85 tuổi và rất nhiều lần tham gia đoàn rước. Vậy cảm xúc của cụ bây giờ là như thế nào ạ? Ôi giời, không thể nói nên lời, bởi vì là một Phật tử thì những ngày như thế này thì đại lễ thì chúng tôi thấy nó làm vinh dự, dù là tuổi già chúng tôi vẫn cố gắng hết sức theo Ngài đến cùng. Bởi vì làm sao, Ngài còn bao nhiêu là cái khó khăn vất vả, Ngài còn tu hành được tất đạo thì chúng tôi phải theo góp để các cái vị tôn sư để mà học đạo cho nó là một Phật tử cho đúng cái nghĩa của nó. Tất cả xe hoa đều do Phật tử tự tay chuẩn bị, trang trí, cho thấy sự mong chờ của hàng triệu tín đồ trong ngày lễ lớn nhất của Phật giáo. Dòng người hòa vào nhau, niệm vang danh hiệu Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni như lan tỏa thông điệp đản sinh cao đẹp. Là mẹ chị năm nay là 90 tuổi rồi. Chiều nay thì khi mà nghe thấy con cháu nói là có cái buổi tối hôm nay thì bà rất là muốn đi. Cái cảm giác không phải của bà đâu mà riêng của tất cả mọi người ấy. Thì nhìn thấy cái buổi lễ rước Phật hôm nay thì ai cũng cảm thấy hân hoan rất là vui. Lại một mùa Phật đản về khiến mỗi người con Phật ngập tràn cảm xúc hân hoan. Sự rộn ràng suốt những ngày qua có lẽ sẽ là tín hiệu vui, dự báo một năm hạnh phúc, mọi Phật sự đều viên thành. Còn tại Việt Nam Quốc Tự ở quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, đại lễ Phật Đản Phật lịch 2566 do Trung ương Giáo hội và Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức cũng diễn ra trang nghiêm và thành kính. Từ sáng sớm thì chư tăng ni Phật tử từ các quận huyện trong thành phố đã đến sớm để dâng hoa kính mừng. Kính thưa quý vị và các bạn, mùa Phật Đản năm nay tại thành phố Hồ Chí Minh trở về trong không khí hân hoan. Điều đấy cho thấy một sự hồi phục mạnh mẽ của thành phố sau 2 năm dịch bệnh Covid gây ra nhiều đau thương, mất mát. Các tự viện tại thành phố Hồ Chí Minh đã trang trí đèn cờ hoa rực rỡ để chào đón các Phật tử khắp nơi về đón mừng đại lễ. Ngay từ 5 giờ rưỡi sáng ngày 15 tháng 4, hơn 3.000 tăng ni Phật tử phân tập tại Việt Nam Quốc Tự để kính mừng đại lễ. Tham dự còn có lãnh đạo và nguyên lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau nghi thức chào cờ, dân hoa cúng dường, Chưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc thông điệp Phật Đản Phật lịch 2566, nhấn nhủ mỗi tăng ni cần nêu cao trách nhiệm và làm tròn bổn phận của mình trên tinh thần kỷ cương, trách nhiệm, đoàn kết, phát triển và nỗ lực không ngừng xây dựng giáo hội vững mạnh, tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong khối đại đoàn kết dân tộc. Trong diễn văn Phật Đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022, Hòa thượng Thích Thiện Nhân, Chủ tịch Hội đồng trị sự đã gửi lời chúc chư tôn đức tăng ni, quý cư sĩ và đồng bào Phật tử Việt Nam ở trong nước và ở nước ngoài một mùa Phật Đản an lạc, vô lượng cát tường, thành tựu viên mãn các Phật sự. Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao những đóng góp của Phật giáo thành phố trong phụng sự đạo pháp, phục vụ dân tộc. Ông mong muốn mỗi tăng ni Phật tử tiếp tục nêu cao trách nhiệm, góp sức xây dựng và phát triển thành phố. Đại lễ cũng hướng tâm để cầu nguyện đến hương linh những người đã hy sinh trong đại dịch và những người không may qua đời vì đại dịch. Nhưng trên nền tảng này được hội tụ với các ý nghĩa. Thứ nhất là tổ chức quy mô để khẳng định thành phố chúng ta đang sanh. Thứ hai, tổ chức quy mô để chúng ta khôi phục lại những hoạt động của Giáo hội Phật giáo thành phố trên nền tảng quy mô hình thành và phát triển. Và đồng thời cũng hướng tâm để cầu nguyện cho thế giới hòa bình, đất nước được xương minh và đạo pháp ngày càng một phồn vinh. Sau 2 năm đại dịch Covid thì bây giờ Giáo hội thành phố đã có cái chủ trương phục hồi các cái sinh hoạt tu học trở lại bình thường. Thì chúng tôi mong rằng tất cả chư thiện nam tín nữ Phật tử, chúng ta hãy tin tưởng và hoan hỷ sinh hoạt trở lại. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức, tăng ni, Phật tử tham dự cùng lắng động thân tâm thực hiện các nghi lễ cúng dường Phật đản, cử ba hồi chuông trống bát nhã, rước lễ đản sinh, niệm hương, thả chim bồ câu, bồng bóng, cầu nguyện thế giới hòa bình. Sau 2 năm tham dự lễ Phật đản online do Covid-19, được đến chùa trong mùa Phật đản, tham dự trực tiếp các nghi lễ tâm linh, sinh hoạt văn hóa, mang lại nhiều cảm xúc cho Phật tử.
2 năm vừa rồi á, là bởi vì Covid á, nó nặng quá nên Phật tử không có được về chùa, nó rất là buồn. Rồi năm nay là được kiểu như là dịch nó được ổn rồi á, nên được về á, nên mừng lắm. Nói chung là trong lòng á, phấn khích mà đến nỗi đêm không ngủ được luôn, sáng trong cho sáng sớm đi, 5 giờ là đi rồi á. Hôm nay tôi không những về chùa mà cùng với con cháu về chùa để được hưởng một cái nền giáo dục Phật giáo của Việt Nam. Cũng mong rằng không những gia đình tôi và tất cả những Phật tử của nước Việt Nam và toàn thế giới hiểu sâu hơn, hiểu nhiều hơn về Phật Pháp để hướng tới là thế giới được hòa bình, ấm no, hạnh phúc. Nỗi đau thương, mất mát do Covid-19 vẫn còn vương lại trong tim mỗi người con Phật tại Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, một mùa Phật đản với không khí vui tươi, quy mô phần nào đã thể hiện sự hồi sinh của thành phố cũng như các hoạt động Phật sự. Kỷ niệm Đức Phật đản sinh là dịp truyền đi thông điệp của tình yêu thương, lòng từ bi, giá trị đạo đức cốt lõi và tinh thần hòa bình lan tỏa đến mọi người trên toàn thế giới. Thưa quý vị, sau 2 năm gián đoạn do dịch Covid-19, tại cố đô Huế, trung tâm Phật giáo lớn của cả nước, đại lễ Phật đản đã được tổ chức với đầy đủ nghi thức trọn vẹn. Nhiều hoạt động rộn ràng và ý nghĩa đã được tổ chức, thu hút đông đảo Phật tử và du khách tham gia. Ngày 15 tháng 5, nhiều Phật tử và người dân đã vân tập tại Quốc tự Diệu Đế, thành phố Huế, nơi diễn ra lễ tắm Phật và thực hiện lễ rước Phật đến Tổ đình Từ Đàm. Sau phần tuyên đọc thông điệp, diễn văn Phật đản, trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, Chư Tôn Đức đã niệm hương bạch Phật, đồng xướng lễ danh hiệu Đức Bổn Sư, tụng bài khánh đản nguyện cầu đạo Pháp trường tồn, đất nước hòa bình, người người an vui. Với cái truyền thống của Phật giáo Huế, phụng hành theo thống bạch chỉ đạo của Trung ương Giáo hội hướng dẫn tổ chức đại lễ Phật đản trong cả nước, thì năm nay Ban trị sự Phật giáo Thừa Thiên Huế quyết định tổ chức trọng thể và trang nghiêm Phật đản Phật lịch 2566 tại Thừa Thiên Huế theo truyền thống xưa nay. Hàng năm đại lễ Phật đản tại Thừa Thiên Huế là tạo được cái sự chú ý không những tăng ni Phật tử trong cả nước mà còn cả trên thế giới nữa. Và với cái tâm niệm truyền thống cúng dường Phật đản của tăng ni thì đại lễ Phật đản năm nay hết sức là chú đáo. Sau 2 năm phải hoãn do dịch bệnh Covid-19, đại lễ Phật đản năm nay càng thêm ý nghĩa khi các sự kiện được chính quyền tỉnh Thừa Thiên Huế lồng ghép vào khuôn khổ Festival Huế 4 mùa. Hơn cả ngày lễ quan trọng của tôn giáo, Phật đản trở thành lễ hội của cộng đồng tại thành phố này. Đặc biệt, điểm nhấn của đại lễ là đoàn xe hoa diễu hành tạo khung cảnh lung linh tại các cung đường xứ Huế. Đúng 16 giờ, đoàn xe hoa tập trung trước Nghinh Lương Đình và sau đó xuất phát đi về hướng cầu Gia Hội rồi diễu hành quanh các tuyến đường phía bờ bắc sông Hương. Cùng với các buổi lễ tại tự viện khắp thành phố Huế, nhiều hoạt động như triển lãm, ẩm thực chay, từ thiện xã hội cũng được tổ chức. Với cố đô Huế, lễ Phật đản đã khẳng định dòng chảy xuyên suốt của Phật giáo trong lịch sử hình thành và phát triển của vùng đất hàng trăm năm tuổi này. Ở phần tiếp theo của chương trình, bản tin xin kính gửi tới quý vị không khí trang nghiêm và thành kính của đại lễ Phật đản trên mọi miền Tổ quốc. Tại miền Bắc, ngày hôm qua, nhiều địa phương đã diễn ra sự kiện trọng đại của người con Phật, ghi nhận tại Thái Nguyên và Điện Biên. Hòa chung vào không khí hân hoan của cả nước, đại lễ Phật đản tại chùa Phù Liễn do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Thái Nguyên tổ chức, thu hút đông đảo nhân dân Phật tử. Tại đây, Chư Tôn Đức tuyên đọc thông điệp và diễn văn Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Sau các nghi thức truyền thống là khóa lễ tụng sám khánh đản, ca ngợi công đức Như Lai, bậc giác ngộ vẹn toàn, đồng thời cầu nguyện quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa. Trong tuần lễ vừa qua, các huyện thị trên địa bàn tỉnh cũng chào mừng đại lễ với nhiều sự kiện văn hóa đặc sắc, góp phần tạo nên mùa Phật đản trọn niềm vui. Năm nay, đoàn rước kiệu hoa cùng thỉnh Đức Phật sơ sinh của chư tăng ni Phật tử tỉnh Điện Biên đã một lần nữa làm sống lại không khí rộn ràng của 2 năm trước khi bùng nổ dịch Covid-19. Cờ Tổ quốc, cờ ngũ sắc tung bay phấp phới trên khắp các ngõ xóm.
Phật tử tự hào khoác lên người bộ trang phục truyền thống của dân tộc, tạo nên bức tranh Phật đản đặc trưng của vùng núi Tây Bắc biên cương Tổ quốc. Chúng con là người dân tộc tỉnh Điện Biên, ngày hôm nay chúng con được về đặt dự đại lễ Phật đản. Chúng con cảm thấy là rất là ý nghĩa và rất là sâu đậm tình người để qua đại lễ Phật đản này. Và Phật tử chúng con cảm thấy là yêu thương nhau nhiều hơn và hiểu về Phật pháp nhiều hơn. Chúng con nguyện làm những việc lành, những điều tốt và chúng con nguyện Phật pháp được gieo vào trong tâm. Nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ đã diễn ra. Đặc biệt, bà con còn được chụp hình với các góc trang trí, xem múa dâng hoa của thanh thiếu niên Phật tử dân tộc Thái và thực hiện nghi thức tắm Phật. Thông điệp của Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên muốn gửi gắm đến bà con nhân dân Phật tử, đồng bào cả nước và đặc biệt là đồng bào Phật tử Điện Biên là hãy thực tập và nếp sống thiện lành, xây dựng khối đại đoàn kết đạo toàn dân tộc để cùng chung xây dựng nếp sống văn hóa đạo đức. Nhân mùa Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Điện Biên lần đầu tiên thí điểm mô hình tour du lịch về nguồn. Theo đó, người dân được Ban trị sự đưa đón tận nơi để thăm các di tích chiến trường Điện Biên Phủ, về chùa lễ Phật, dùng cơm chay. Đây là cơ hội để hiểu thêm về quê hương và tìm về sự an yên trong tiếng chuông, tiếng mõ. Đối với các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, sau 2 năm tạm hoãn vì dịch bệnh, đại lễ Phật đản được tổ chức quy mô và long trọng hơn. Bên cạnh các nghi lễ Phật giáo truyền thống, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh thành còn thành tâm cầu quốc thái dân an, dịch bệnh sớm được tiêu trừ. Tại thành phố Đà Nẵng, người Phật tử đón chào đại lễ Phật đản trong niềm hân hoan và tất cả các tự viện trang hoàng rực rỡ. Khóa lễ Phật đản chính thức được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố tổ chức trọng thể tại chùa Pháp Lâm, quận Hải Châu với sự tham dự của hàng ngàn chư tôn giáo phẩm, chư tăng ni, cư sĩ và đồng bào Phật tử. Tại đây, các nghi thức truyền thống đón mừng ngày đản sinh của Đức Phật đã được thực hiện trang nghiêm, thành kính. Còn tại tỉnh Quảng Nam, tối qua ngày 15 tháng 5, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã trang nghiêm tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022 tại chùa Đạo Nguyên, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ. Tại đây, chư tôn đức quý đại biểu lắng nghe thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, và thực hiện các nghi thức truyền thống tụng kinh khánh đản cầu quốc thái dân an, hướng tâm nhớ về ngày sinh của Ngài với tấm lòng thành kính nhất. Cùng thời gian này tại tỉnh Quảng Bình, khóa lễ Phật đản chính thức được diễn ra tại chùa Đại Giác, thành phố Đồng Hới. Trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức quý Phật tử nghe thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Sau phần hành chính, chư tôn đức và toàn thể Phật tử đã cử hành nghi lễ tụng kinh Phật đản và tắm Phật, khép lại chương trình đại lễ kính mừng Phật đản thành công viên mãn trong tinh thần đoàn kết, hân hoan. Hòa chung không khí hân hoan tại đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Định tổ chức, thông điệp Phật đản của Đức Trưởng lão Hòa thượng Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam được tuyên đọc. Nhân dịp này, bà Hồ Thị Kim Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã gửi lời chúc mừng Phật đản và đánh giá cao sự chung tay của Phật giáo tỉnh trong phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ công tác an sinh xã hội, từ thiện, giúp đỡ khó khăn trong thời gian qua. Cũng trong sáng qua ngày 15 tháng 5, tại lễ đài chính đặt tại chùa Phật Ân, thành phố Phan Thiết, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Thuận đã trọng thể tổ chức đại lễ Phật đản với sự tham dự của chư tôn đức tăng ni và đông đảo Phật tử. Tại đây, chư tôn đức và quý đại biểu Phật tử đã lắng nghe tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, sau đó cử hành nghi lễ cúng dường khánh đản, thả bóng và bồ câu với tâm niệm cầu nguyện cho thế giới hòa bình, người người được an lạc. Trong khi đó, tại tỉnh Đắk Lắk, đại lễ Phật đản được cử hành trọng thể tại lễ đài chùa Sắc Tứ Khả Đoan, thành phố Buôn Mê Thuột. Sau phần đọc thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ, cử ba hồi chuông trống bát nhã thỉnh Phật đản sinh. Các em đoàn sinh gia đình Phật tử đã dâng hoa cúng dường, chư tôn đức niềm hương lễ Phật, tưởng nhớ đến Đức Thế Tôn trong sự trang nghiêm, thành kính và cùng tụng đọc bảy kệ mừng khánh đản. Nằm trong chuỗi các hoạt động tuần lễ Phật đản, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đắk Lắk cũng đã đến đặt vòng hoa dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh. Đại lễ Phật đản cũng được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Kon Tum tổ chức sau hơn 2 năm tạm hoãn do dịch COVID-19 đã thu hút đông đảo chư tăng ni, đại biểu chính quyền các cấp, tín đồ Phật tử, nhân dân tham dự. Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Quảng Xà, Phó Chủ tịch Hội đồng trị sự, Trưởng Ban trị sự,
đã tuyên đọc thông điệp đại lễ Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Dịp này, Ban trị sự tỉnh đón nhận nhiều lãng hoa kèm lời chúc mừng Phật đản an vui và thành tựu các Phật sự. Còn tại tỉnh Đắk Nông, rất đông lãnh đạo chính quyền các cấp đã đến tặng hoa chúc mừng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh nhân đại lễ Phật đản Phật lịch 2566, dương lịch 2022. Trong không gian ấm cúng tại chùa Pháp Hoa, trụ sở Ban trị sự, khóa lễ chính thức diễn ra với phần đọc thông điệp và diễn văn Phật đản, dâng hương, dâng hoa, tụng kinh và thực hiện nghi thức tắm Phật, cầu nguyện mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an. Cũng tại miền đất Tây Nguyên, hòa cùng niềm vui chung của chư tăng ni Phật tử cả nước, người con Phật tại xứ ngàn hoa Đà Lạt đã tưng bừng và rộn ràng đón chào mùa Phật đản với nhiều hoạt động ý nghĩa. Sau đây là ghi nhận của bản tin An Viên 24 giờ. Tuyến đường Hai Bà Trưng, thành phố Đà Lạt tối ngày 14 tháng 5, đoàn xe hoa rực rỡ của các tự viện đã tập trung để chuẩn bị cho lễ diễu hành đón mừng Phật đản. 14 xe hoa được trang trí với nhiều chủ đề khác nhau, sặc sỡ với hoa và đèn, cùng hàng nghìn Phật tử tham gia diễu hành đã tạo nên không khí tưng bừng, náo nhiệt. Chúng tôi cảm thấy rất tự hào. Tự hào vì mình là được làm người con của Phật, diễu hành xe hoa đó. Đó là cái phước của chúng tôi, là khi để có cái phước đó thì mình mới đến được với Phật và mới được đi diễu hành, rồi làm được những cái lễ hội lớn như thế này thì thực sự là rất hạnh phúc. Chương trình diễu hành xe hoa xuống phố được đông đảo người dân chờ đón nằm trong chuỗi hoạt động kính mừng Phật đản diễn ra tại thành phố Đà Lạt. Đoàn xe hoa lung linh, rạng rỡ được diễu hành qua nhiều con đường, tuyến phố đã để lại cho nhân dân và du khách đến với thành phố hoa Đà Lạt ấn tượng tuyệt vời nhân mùa Phật đản. Sau khi chứng kiến những cái hoạt động của Phật đản năm nay, em cảm thấy rất là vui. Mọi người đi theo đoàn xe hoa rất là vui vẻ, hân hoan và hy vọng là những năm sau có thể không có dịch để những hoạt động như vậy có thể tiếp tục diễn ra. Trong cái chương trình mà rước xe hoa này, nó vừa mang ý nghĩa là chúng ta giới thiệu về cái hình ảnh của Đức Thế Tôn. Đây là cái hình ảnh trực quan, cũng là một cái bài pháp không lời để cho mọi người chiêm ngưỡng hình ảnh của Ngài, để mà thấu nhiệm lại cái thân tâm của mình, chuyển hóa đoạn trừ phiền não. Là địa phương tập trung nhiều cơ sở Phật giáo, tuần lễ Phật đản hàng năm được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Lâm Đồng tổ chức trọng thể. Tại ngôi chùa Linh Sơn cổ kính, khóa lễ chính thức diễn ra trang nghiêm với tấm lòng thành kính của tất cả người con Phật. Những chùm bông bóng bay được thả lên, những đoàn xe hoa được diễu hành, đó là những đóa hoa rực rỡ nhất để kính dâng lên Đức Phật mùa đản sinh. Đối với các tỉnh phía Nam, đại lễ Phật đản được tổ chức trọng thể với sự tham gia chúc mừng của lãnh đạo các cấp. Trong dịp này, thì Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các địa phương cũng đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện ý nghĩa hướng đến mùa lễ an lạc và hạnh phúc. Hôm qua ngày 15 tháng 5, tại Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam, thành phố Cần Thơ, trong không khí trang nghiêm, đại lễ Phật đản cử hành với các nghi lễ dâng hương, tụng kinh cầu nguyện và thả bóng bay cầu hòa bình. Trước đó, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thành Mẫn đã tới thăm, chúc mừng chư tôn giáo phẩm lãnh đạo giáo hội tại địa phương nhiều sức khỏe, tinh tấn và an lạc. Hòa chung không khí hân hoan, hàng nghìn tăng ni Phật tử đã tham dự đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Bình Dương tổ chức. Tại buổi lễ, Chư Tuần Đức tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Trưởng lão Hòa thượng Thích Chí Quảng, Đức Quyền Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cử hành nghi thức tắm Phật với ba hồi chuông trống bát nhã hướng về Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Trước đó, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh đã đến đặt vòng hoa, thắp hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, tri ân báo ân. Tại chùa Vĩnh Tràng, thành phố Mỹ Tho, nhân khóa lễ Phật đản chính thức do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức, sau phần hành chính và nghi thức tâm linh, Chư Tôn Đức Tăng Ni và lãnh đạo các cấp chính quyền đã giải hoa thơm lên tôn tượng Đức Phật sơ sinh, thực hiện nghi thức tắm Phật, hồi hướng công nguyện cho ánh sáng chính pháp mãi lưu truyền, làm lợi ích, an vui cho số đông. Dịp này, nhiều lãng hoa tươi thắm cũng được gửi đến chúc mừng đại lễ. Bảy đóa hoa sen nâng gót Đức Thế Tôn thị hiện với bảy bước chân trí tuệ, từ bi, an lạc là ý tưởng mà Phật giáo tỉnh Bạc Liêu thiết trí để trọng thể tổ chức đại lễ Phật đản tại trụ sở Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Trong giờ phút thiêng liêng, Chư Tôn Đức và quý Phật tử cùng ôn lại thời khắc trọng đại tại vườn Lâm Tỳ Ni, nơi Đức Phật đản sinh, nguyện hương cử hành nghi lễ tắm Phật.
Dịp này, Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh trao tặng 20 căn nhà tình thương thông qua Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Công an tỉnh. Tại chùa Hương Sơn, thành phố Sóc Trăng, đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Sóc Trăng tổ chức với phần tuyên đọc thông điệp, diễn văn và ý nghĩa Phật đản. Dịp này, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh gửi lời chúc mừng tới chư tăng, ni Phật tử trong toàn tỉnh sức khỏe, hạnh phúc, an lạc, đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tích cực của Phật giáo tỉnh và khối đại đoàn kết dân tộc vì sự phát triển chung của quê hương đất nước. Cùng thời gian này tại tỉnh Hậu Giang, đại lễ Phật đản Phật lịch 2566 cũng diễn ra trong không khí hân hoan rộn ràng. Tại buổi lễ, sau phần tuyên đọc thông điệp Phật đản của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương cũng đã khẳng định vai trò quan trọng của Phật giáo tỉnh nhà trong việc đảm bảo an sinh xã hội cũng như phát triển kinh tế tại địa phương. Trong không khí rộn ràng của mùa Phật đản, Chư Tôn Đức cùng chính quyền địa phương cũng đã thực hiện nghi thức phóng sinh, hòa chung vào niềm vui của đại lễ. Sáng hôm qua ngày 15 tháng 5, nhân đại lễ Phật đản do Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Đồng Tháp tổ chức, Chư Tôn Đức tăng ni, đại biểu, Phật tử đã lắng nghe thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Trong không khí thiêng liêng, Chư Tôn Đức và toàn thể Phật tử tỉnh nhà còn nghe lời phát biểu chúc mừng của lãnh đạo tỉnh và đã thực hiện nghi thức tắm Phật sơ sinh. Còn tại tỉnh Cà Mau, Chư Tôn Đức tăng ni Phật tử đã vân tập về chùa Phật Tổ, thành phố Cà Mau dự lễ Phật đản, lắng nghe thông điệp của Đức Quyền Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam kêu gọi người con Phật nỗ lực không ngừng làm xương minh, xây dựng giáo hội vững mạnh. Buổi lễ kết thúc tốt đẹp sau nghi thức tụng kinh, tắm Phật, cầu nguyện thế giới hòa bình, nhân dân ấm no, nhà nhà người người đều được an lạc, hạnh phúc. Thưa quý vị, có thể thấy là sau hơn 2 năm dịch bệnh COVID-19 phải thực hiện giãn cách xã hội ở nhiều mức độ khác nhau, thì năm nay mùa Phật đản về trong không khí hân hoan. Và hòa chung không khí đó, tại Học viện Phật giáo Việt Nam Hà Nội, tăng ni sinh tại học viện cũng đã có một mùa Phật đản thật ý nghĩa. Đúng 19:30, sau phần trung báo, toàn thể Chư Tôn Đức, lãnh đạo học viện và tăng ni sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội đã trang nghiêm vân tập về hội trường để dự lễ Phật đản. Năm nay, không chỉ có chư tăng ni sinh trong trường, mà Học viện Phật giáo Việt Nam còn mở cửa đón chư tăng ni sinh ngoài trường để tham dự với một không khí đầm ấm hơn. Với lễ Phật đản năm nay, con cảm thấy rất là vinh dự và hoan hỷ và lòng biết ơn với Chư Tôn Đức Tăng đã tạo ra một lễ Phật đản tốt đẹp như thế này và vân tập được các chư đại đức tăng ni cùng các chư đại đệ tử vân tập về một hôm nay. Đây là lần đầu tiên tăng sinh Thích Bản Luận được tham dự đại lễ Phật đản tại Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội. Hoàn lễ vui tươi, trọn vẹn các nghi thức truyền thống như niêm hương bạch Phật, tụng kinh khánh đản cầu quốc thái dân an và thành kính tắm Phật, hướng tâm nhớ về ngày sinh của Ngài với tấm lòng thành kính nhất. Là một tăng ni khóa 9 của Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội, cảm xúc đầu tiên đó là một cảm xúc vô cùng là hân hoan khi được tham gia mùa Phật đản đầu tiên tại một học viện và công tác chuẩn bị cũng rất là chu đáo để có một mùa Phật đản được trang nghiêm và thanh tịnh. Không chỉ có tăng ni sinh, tại đây quý Phật tử cũng về tham dự, khiến buổi lễ càng thêm đầm ấm, trang nghiêm, khép lại một mùa Phật đản đầy ý nghĩa và bắt đầu cho một tháng an cư sắp tới. Đến đây thì bản tin An Viên 24 giờ cũng xin được khép lại. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Cảm ơn Tha Cô đã đồng hành cùng với chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.